Khả năng ô tô xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và toàn thể mọi người. Chào mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô. Em chuyên mua bán dòng xe đã qua sử dụng từ vài chục triệu đến vài trăm triệu. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu một chiếc xe vài chục triệu cho bà con trước. Đó, đây là chiếc Cherry QQ đến từ thương hiệu Trung Quốc, sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc, cái sao ấy, về Hòa Bình lắp ráp lại vào Việt Nam mình. Thì chiếc này hiện tại thì đời 2009 nhé, tên tư nhân, đăng kiểm tháng 10 năm 2021, rất là dài. Thì vừa em mới đăng kiểm xong, một năm một lần nhé. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là tiền nào của đấy thôi, không có chuyện tiền ít mà được xe đẹp được. 48 triệu đồng bà con sẽ sở hữu một mẫu xe đời 2009, tên tư nhân, biển Sơn La. Đấy, giá trên thì không bao gì. Bà con đến xem xe thì có bớt cho bà con 1-2 triệu tiền đi lại. Đấy, để cho bà con 48 triệu nhá, bao tiền đi lại cho bà con. Thì trước này động cơ 0.8 thì nó giống hệt con Matiz thôi, nên là đồ đạc phụ tùng thì nó giống nhau, gần như là thay sang nhau được, nên là không có ngại chuyện thay thế đồ đạc nhé, vì nó hàng nhái nó rất tốt. Nó nhái giống luôn, nên là đồ sử dụng giống nhau, nên là nó không có ngại việc mình thiếu đồ hay là không có đồ để sửa chữa. Thì cái dòng QQ này thì bà con cũng đi nó khá lâu rồi, từ 2009 đến giờ 11 năm. Thì xe này thì sơn si thì màu xanh. Đấy, đã có vè mưa narang đúc 4 lốp mới, 3 lốp mới, 1 lốp cũ. Đấy, màu xanh xanh này, trông nói chung là tránh nắng tránh mưa thôi. Các bác tập lái rồi vài chục triệu đồng. Còn anh em mà cứ bảo con này có về sửa không thì nói thật với bà con là đài nghe xe chạy, hỏng thì sửa thôi. Chứ còn cái dòng này thì nó cũng không thể đẹp bằng cái dòng 100 triệu trở lên được, 200 triệu, 300 triệu được. Anh em cứ so sánh mấy con xe đẹp với mấy con xe nát thì anh em không so được đâu. Cái dòng này anh em cứ nghĩ nó là xe nát đi. Nhưng hiện tại thì cái này nó cứng cáp, không có đâm đụng gì. Máy móc ngon, điều hòa mát là được. Chứ còn các bác mà cứ muốn nó đẹp hơn thì anh em thêm tiền vào mua con khác để cho nó nhanh. Nói chuyện thì mình với nói thẳng nhau thế cho nó dễ. Còn cái dòng này thì 48 triệu có bớt một chút cho bà con đi lại. Anh em nào đến cảm thấy được, chạy che nắng che mưa mà đi ngày đi 5-70 cây thoải mái, 100 cây thoải mái nhé. Em đi từ Hà Nam về Hà Nội, Hà Nội về Hải Phòng đi một mạch không việc gì cả, rất là ngon, điều hòa mát buốt. Đấy, máy gầm chất, điều hòa mát, đài nghe xe chạy. Chứ còn anh em mà cứ đòi đẹp thì không có anh em nhé. Đấy, chiếc này thì hiện tại thì bên em đang chào bán mức giá 48 triệu đồng. Đấy, của lốp này rất là mới này, lốp hai quả đằng này với quả trước kia là rất là mới nhé, còn hai quả kia là hơi cũ một tí, anh em về anh em thay thêm, không thì anh em cứ để đi, khi nào thủng thì anh em thay, vá thay thế thôi, không cách nào được. Với cái giá tiền vài chục triệu đồng thì bà con đừng có mong gì hơn, nó chất lượng nó ok, miễn là làm sao nó chạy được nó. Đấy, cái dòng QQ này xuất xứ tại Trung Quốc thì em nói rồi nhỉ, đúng rồi. Thực ra cũng chẳng biết nói gì hơn, là dòng xe mấy chục triệu đồng thì bà con đi tránh mưa tránh nắng đó, thì không có tác dụng được, đẹp được như chiếc xe khác được. Về độ bền của nó thì cái dòng này thì nó cũng tương đối là lành, nó giống con Matiz thôi, còn hỏng đâu sửa đấy. Nhiều anh em đi có phải đẩy không thì nói thật với bà con là hiện tại thì không phải đẩy, nhưng mà sau này nó hỏng thì bà con phải đi đông đông người để đẩy cho nó sướng. Thế thôi, chứ còn nói thật với bà con là cái dòng xe này thì cũng chẳng ai nói tài được cái điều gì cả. Đấy, xe có mấy chục triệu mà, đằng kia em còn mấy con 60-68 triệu kìa, Matiz màu trắng màu xanh đấy, xa xa kìa, trông xa xa về phía chân trời kìa, còn mấy con nữa để bà con lựa chọn. Còn cái dòng vài chục triệu này thì nó cũng nhìn nhá, đăng kiểm thì dài, tháng 10 năm 2021 đi một năm nữa. Đấy, bà con cứ đi chán thì đi một năm nữa đi, giá em vẫn mua anh em tầm 35 triệu để cho bà con yên tâm. Đấy, cứ đi năm thì bà vẫn mua 35 triệu vì hết khấu hao rồi mà, còn cái gì đâu. Tránh mưa tránh nắng, bác nào mà học lái tập lái đi quá ok luôn. Nói thật với bà con nha, nếu con Everblade anh em đi ngoài đường mà mưa gió bụi bặm anh em làm sao đi bằng con này được, sướng luôn. Mà xăng thì nó tiết kiệm lắm, nó tầm 6 lít trên 100 km. Đấy là cũ đấy, mới thì nó tầm 5 lít đấy. Thế thôi, đáng bao tiền đâu, rất là ngon. Kiểm tra nội thất xem tình hình sao. Bọn em có quay một con rồi, bán rồi, hôm nay đi giao xe cho bác về Bắc Giang rồi. Đây, nội thất này trông rất là sạch sẽ anh em nhìn đâu, sáng sủa. Nội thất này, keo chỉ cánh này nguyên zin ấy, đấy, rất là zin luôn. Vài chục triệu nên bà con đừng có mang cái tư tưởng xe đẹp vào đây mà xem con này nhé. Miễn sao là máy gầm chất, điều hòa mát, nội thất đẹp đấy, như thế này, sạch sẽ như này anh em về đổ xăng chạy là được rồi. Còn nếu mà mọi người muốn đẹp thì anh em thêm tiền vào mua con nào cứng cứng hơn một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, các bác nhìn thấy không? Ghế bọc da, bộ ghế da mới cứng nhá. Đó, bên này còn mong mỏi gì nữa. Cửa đóng phình phịch. Cúc cái này ra. Sao em ghét ngồi cái phục tràng hạt này lắm anh em ạ. Tràng hạt này ngồi rất là đau lưng. Các bác nào mà
Lấy chẳng hạn này thì em để theo xe luôn nhé, không mang ra đâu. Em tặng các bác ngồi. Tặng các bác thôi chứ còn không lấy làm gì. Đây này. Để tập trung mà nhìn cái con xe cho nó cứng cáp, nó đẹp đẽ. Đấy. 5 chỗ ngồi vẫn chở 5 người bình thường, chở cháu đi học, chở con đi chơi, đi tránh mưa tránh nắng thì nó khá là ok. Các bác nào mà làm cái công việc gì mà như kiểu là đi công trình, đi đường bụi bặm đường xa, chở 2-3 anh em đi thì lấy dòng này đi là ve vẩy là quá ok rồi. 15-20 cây, tội gì phải đi xe máy cho nó khổ thôi. Tập trung nhau vào đi ăn sáng, xong bắt đầu chở nhau đi làm, tối chở nhau về. Còn gì bằng 3-4 anh em mới được một cái chiếc xe bằng con xe máy. Anh em cứ chung nhau tiền vào mua. Đấy, keo chỉ zin luôn nhá. Khá là đẹp mắt. Đẹp mà lại vừa tiền nữa thì đúng là chỉ có con này thôi. Có dòng Matiz thì nó rơi vào tầm khuôn 6-70 thì nó mới đẹp được. Đó, kia kìa. 60 kìa, 68 triệu kìa, màu trắng màu xanh kìa. Em có quay video rồi. Đây. Tiền nào của đấy bà con nhé. Đấy, nội thất đẹp, sạch sẽ. Tapi bọc da. Sơn màu ghi. Đây này. Keo chỉ này, tương đối zin rất là nhiều nhé. Chỗ này mất tí. Nôm nhô. Nói chung là vừa tiền để cho bà con lựa chọn là xe tránh nắng tránh mưa, tránh Covid. Chở gia đình đi chơi chơi lăng quăng tí cũng được, hoặc là anh em đi làm thợ xây, hoặc là anh em đi công trình, hay đi đắp vẽ, hay là đi mấy bác này hay đi gì nhỉ? Nhiều anh em hay đi đâu nhỉ? Rồi, để lổ phát, không nói nên miên nữa. Xem tình trạng máy móc như nào. Cứ để phát xem tình hình sao. Đây nhá anh em, đấy. Đề phát lổ ngay, dây cu loa hơi kêu. Đấy. Êm luôn. Đấy, bật điều hòa phát xem tình hình sao nào. Đấy. Máy nổ quài kêu nhá, đây cho mọi người quài kêu này. Đấy, quài rất là to luôn. Giờ chúng ta cùng di chuyển nhá. Đấy. Con nào bằng, xe máy nào bằng được. Bà con. Xe nào bằng, xe máy nào bằng con này. Tránh mưa tránh nắng tốc độ cứ tầm 70-80 cây, 60 cây này là ok đúng không ạ? Bà con đi nhiều rồi mình chăm sóc con xe mình một chút thì nó sẽ ngon hơn, nó đẹp hơn, nó bền hơn. Đấy. Điều hòa mát luôn nhá. Cam kết với các bác là điều hòa rất là mát, không cần làm gì cả. Đăng kiểm thì mới tinh. Đấy, xe số máy số khung chuẩn thì người ta mới cho đăng kiểm. Cái dòng này đừng có nghĩ rút hồ sơ làm gì nhá. Nó mệt lắm, có vài chục triệu đồng thôi, bà con cứ để mà đi. Cần phải hồ sơ rả thì nó nhọc rồi. Với giá tiền hợp lý thì bà con có thể liên hệ ngay với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe Cherry QQ đời 2009 số sàn, động cơ 0.8 với mức giá hiện tại bên em đang chào bán là 48 triệu đồng. Đây nhé. Và đây là phần khoang máy đổ của chiếc xe này. Nổ tương đối to to một chút nhưng mà vẫn còn ngon. Đấy, ba máy. Em nói chuẩn lắm, có gì nói đấy nhá. Cái này thay cái buji đi. Là nổ nó êm hơn. Đấy, kiểm tra dầu nhớt tí là ok. Còn đây là keo chỉ phần đầu cabo, ốc lỗ kỹ thuật phần đầu cabo còn nguyên zin này. Này, chỗ này hơi rụng rụng một tí. Đó. Và phần tai đèn đầu răng sắt xi đây. Nguyên hết, đèn đóm sáng. Máy nổ ngon, điều hòa mát. Quá ok với vừa tiền để bà con lựa chọn làm xe gia đình. Thôi như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô vừa mới review con xe có mấy chục triệu thôi, để cho bà con cô bác làm xe gia đình, tránh mưa tránh nắng, chở cháu đi học, chở công nhân đi làm với mức giá không tưởng tượng nổi 48 triệu đồng. Bà con cô bác anh chị nào mà cảm thấy chiếc xe này nó vừa tiền với mình có thể liên hệ ngay với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe Cherry QQ đời 2009 tên tư nhân biển Sơn La nhé, với mức giá là 48 triệu đồng thôi, vừa đăng kiểm xong mất hơn 2 triệu rồi đấy, nên bà con sẽ không cần phải đăng kiểm nữa. Cảm ơn quý các bác, quý bà con và anh chị luôn luôn quan tâm ủng hộ và đến chăm sóc đến kênh Khả Năng Ô Tô. Cảm ơn tất cả mọi người, xin kính chào mọi người clip sau.